Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hôm 30 tháng 5, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Cụ thể, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Bổ sung quy định về hệ quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. Qua tổng kết thực tiễn lấy phiếu tín nhiệm và ý kiến góp ý của nhiều cơ quan, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần thiết bổ sung vào khoản 5 điều 2 của dự thảo nghị quyết quy định về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, việc lấy phiếu có giá trị thực tiễn rất lớn, giúp những người được Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu phê chuẩn có điều kiện đánh giá, nhìn lại quá trình công tác. Trên cơ sở kết quả phiếu, cán bộ tự soi, tự sửa. Nếu kết quả phiếu tín nhiệm cao là động lực tinh thần rất lớn, động viên cán bộ hăng hái tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ. Theo bà Thanh, kết quả lấy phiếu cũng là kênh để các cấp có thẩm quyền nhìn nhận đánh giá cán bộ trong đề bạt bổ nhiệm quy hoạch ở các bước sau. Những người có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình thủ tục cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ. Nếu số phiếu tín nhiệm thấp tương đối nhiều là sự nhắc nhở đối với cán bộ xem tại sao đại biểu lại bỏ phiếu như vậy. Rõ ràng trong quá trình làm việc từ trách nhiệm đến phương pháp kết quả chưa tốt. Đây cũng là động lực thúc đẩy cán bộ này soi lại mình, phấn đấu làm tốt hơn. Trưởng ban công tác đại biểu cũng nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là dịp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám va chạm. Còn theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, khi lấy phiếu tín nhiệm cần chuẩn bị thông tin đầy đủ để đại biểu đánh giá sát, đúng, đầy đủ, chính xác đối với đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm. Tránh ý kiến cho rằng thiếu khách quan cảm tính, ông Trịnh Xuân An cho rằng, đánh giá công tâm khách quan đầy đủ toàn diện mà không có ai rơi vào vùng nguy hiểm thì tốt. Giả sử vị trí nào có nhiều tín nhiệm thấp thì cũng là đánh giá sát của Quốc hội. Trước đó, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã diễn ra và đề cập nhiều đến công tác lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ công chức. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là dịp nhìn lại đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Từ đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra những chủ trương quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để hội nghị quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và xem xét quyết định đối với các nội dung của hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần này là hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.
khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, đồng thời thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới. Đề cập báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, dự thảo báo cáo đã được gửi xin ý kiến các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp ý trực tiếp vào văn bản để hoàn thiện bước đầu. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng và cho nhiều ý kiến chỉ đạo xác đáng để hoàn thiện báo cáo trình Trung ương hôm nay. Theo Tổng Bí thư, nội dung của báo cáo đã đề cập một cách khách quan toàn diện bối cảnh tình hình thế giới trong nước từ Đại hội 13 đến nay với những diễn biến nhanh chóng, bất thường và có nhiều khó khăn phức tạp hơn so với dự báo cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước. Chỉ rõ những ưu điểm nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu và phân tích nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng hoàn thiện pháp luật và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và đặc biệt là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc. Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm, nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thực hiện các quy định 96, kế hoạch 16 của Bộ Chính trị và trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định của Bộ Chính trị khóa 11, khóa 12, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và gửi trình Trung ương báo cáo kiểm điểm cá nhân của mình. Trong đó tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chỉ ra những hạn chế và giải pháp khắc phục, báo cáo giải trình các vấn đề mà cấp có thẩm quyền hoặc người ghi phiếu yêu cầu. Tổng Bí thư nêu rõ, xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính chất của vấn đề, đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ các báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tế quan hệ công tác thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng quy định số 96 và kế hoạch số 16 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng của các ủy viên Trung ương Đảng trong việc xem xét thể hiện sự tín nhiệm của mình, tôn trọng quyền báo cáo giải trình của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể, thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm, kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.